Chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại ở vùng cao thôi ấy, tôi đang ở vùng tôi có một cái nhà máy mọc lên. Hiện tại là tôi đang đứng ở đây. Mọi người thấy cái cần cầu ở kia chưa? Một cái gì tôi không biết rõ nữa. Tí vào gần hỏi xem. Mình tôi vùng cao mà. Thì tự thấy có cái nhà máy mọc lên. Trên kia họ làm việc nguy hiểm các mọi người. Tôi thấy họ cao 40m mà không có gì an toàn. Nguy hiểm lắm mọi người. Rồi ok, tôi sẽ tiến vào gần nhé. Đây nha mọi người nhé, tôi hỏi mấy anh công nhân làm việc ở đây, họ bảo cao 50m đây, mọi người nhìn ở trên kia kìa. Mọi người có dây bảo hiểm, mọi người ngồi trên này không có gì cả. Nguy hiểm lắm mọi người, trên cao nguy hiểm lắm, trời thì nắng lắm đó. Không rơi xuống người bên dưới là đau ấy.